Rồi, hello. Hello anh em, thì clip này là gặp Lan bằng tên gì? Lan Folit. Lan bằng tên gì nó hack kính, nhưng mà Lan Folit thì nó không có hack kính. Lan Folit đang xin, không biết được anh choi không? Hai thằng con lỗ B đây này. Cho không anh em? Alo. Có nên cho nó không? Hả? Trả lại đi coi cho nó không này, tay mình ấy, tay mình ấy, từ từ đừng có bắn, từ đặt bom A nè, đặt bom A nè, đặt bom A, nó bên B, đặt bom A nè. Cho không? Nó chạy đây cho nó đi, cho cả Lan Phoenix đi. Cho đi, cho nó chửi đi, cho nó chửi đi. Gần Tết tại bố thí cho nó cái chửi đi. Nó bố thí cho nó chửi đi. Cái này là mình nể mặt Clan Phoenix ấy, không phải là nể mặt nữa. Tại vì Clan Phoenix nó đang chủ mới cho, chứ đại Clan mà có gì là không bao giờ cho thật. Cho đó. Cho đi, cho đi. Đưa bơm bơm lên gài cho nó gỡ đi. Cho cả Lan Phoenix với mấy cả Lan kia chứ không bao giờ cho cả Lan bằng tên gì nhé. Đặt số bóng đây, đặt số bóng đi, gửi đi, gửi đi thôi, đừng bắn, gửi đi, không bắn, cho nó đi. Cho nó đi, hồi có gì tao kéo cho các bạn, tao kéo gần tận. Xì bóng tao đi, xì bóng tao đi, xì bóng tao gài luôn, anh em bắn đi, anh em bắn đi, từ ủa nó không bắn là thiệt rồi. Được đấy, cái bộ cà lan bằng tên gì cũng biết quy luật đấy. Chị số 4 này thôi, cho đi, cho đi, tết rồi mà, gần tết này cho nó đi. Cho đi, nó đâu dám bắn đâu.
chụp tấm ảnh lại. Anh em chụp tấm ảnh đây. Cho đi, gần Tết rồi, cho đi. Nè, cho cà lan Folit đấy. Mình kênh có 12k cho một clip. Clip Tết đi. Nó không bắn luôn mà. Được đấy, được đấy. Được đấy, được đấy. Cái bộ cà lan bằng tên gì thì cũng khá biết điều. Nó không bao giờ bắn. Ngon, ngon, ngon. Chụp tấm ảnh. Chụp tấm ảnh này kia nó lại chụp tấm ảnh, chụp tấm ảnh. Chụp tấm ảnh, chụp tấm ảnh. Anh em chụp tấm ảnh đi. Anh em chụp người chụp tấm ảnh đi. Chụp tấm ảnh đi cho người chụp tấm ảnh anh em. Rồi. Vui lắm anh em ạ. Vui phết đấy. Coi tụi này cái dáng cuối nó có thất thứ là coi nó bắn mình không. Anh em cứ bắn bình thường đi. Cứ bắn bình thường đi. Gào lên kìa. Bắn bình thường đi. Bóp súng một cái mà coi như là mày đi đời á. Chạy đủ không có chạy nó chiến chứ nghe. Thấy không, thấy không, có clip nè, có clip nè, lên kênh góc 12k coi, lên kênh góc 12k coi. Đi kìa. Vui phết đấy. Gần Tết anh em. Cho súng nhóc luôn kìa. Chung là mấy thanh niên hắt kính kia thì cũng có ạt rồi, cũng không có gì. Gác chuỗi rồi cũng đúng sao, mình cũng sao mình có thể mình kéo lại, mình hát một cái thể kéo nó nhanh. Nó 25 rồi, 25 rồi, 30 là nó hết một ganh rồi, cho mấy thanh niên rồi lên ganh.